Hướng dẫn cách đánh 3 sao thử thách chú chó không bị xích cực kỳ đơn giản, tất cả sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming, mình là Akari đây. Sự kiện cơn sốt kết hợp đã bắt đầu rồi. Và sự kiện này sẽ giới thiệu về trang bị con rối khí cầu nham khuyển tuyệt vời của quản giáo, một trang bị quý hiếm. Và đây cũng là cơ hội để các bạn thu thập về quặng, nâng cấp trang bị. Vậy nên xếp nào mà múc vé vàng, sự kiện, gói gem hay là những gói ưu đãi ở trong cửa hàng mà các sếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của mình với hơn 150.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Còn sếp nào mà tự nạp được rồi thì anh em nhớ bấm vào chữ C trong cửa hàng, anh em nhập mạng Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn anh em rất nhiều về điều này nhá. Còn bây giờ thì đánh 3 sao thử thách thôi nào. Đầu tiên các bạn hãy để quản giáo chế độ bay cho tớ, đưa về góc 7 giờ. Hãy thả vị trí của em Queen gần cái đồn bóng ma và anh em nhìn dọc hàng của nó có 1.2 chấm ở giữa hai cái cây. Thả vào và bật kỹ năng, Queen nó sẽ ăn được Air Defense và cây thổi gió. Tiếp tục, hai set để ăn nốt một cây thổi gió. Tiếp tục, hai Ice Minion và 3 Blood để hạ nốt một cái Air Defense ở đây. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thả Balloon. Rồi, Lava Balloon quản giáo. Thêm một cuồng nộ đậy bật gồng kỹ năng. Và chúng ta thả độc dược để tiêu diệt lính clan của đội bạn trong tình huống này. Thả tiếp một siêu tăng trưởng ở bên cạnh cái tháp thần chú tháp của nhiều cung thủ. Rồi, như vậy đã xong này. Chúng ta tiếp tục đưa Giant để nhiễu phía dưới góc 7 giờ này. Rồi, cho cái độc dược bung ra thì thả kinh. Rồi, thả tiếp một Giant nữa, tập trung anh em ở phía trên. Bây giờ thì lava của chúng ta bắt đầu tấn công đúng không? Thì anh em sẽ chuẩn bị cho tớ một bình cuồng nộ ở phía bên này, này. Đó, bắt đầu chỗ cái Tesla nhá. Rồi, bây giờ mình đưa tiếp một balloon này, đưa tiếp ai sau phía dưới kinh thì nó tự gồng mặc kệ nó thôi. Rồi, bây giờ tiếp tục thả rơi ở chỗ cái Tesla. Rồi, và cứ thả Ice Minion vào thôi. Rồi, một balloon này, rồi là Ice Minion vào trụ A trời phía dưới này. Đấy, cứ canh me rồi là thả vô thôi. Và đội quân của các bạn thì sẽ ăn được nốt những công trình ở phía trong này. Rất đơn giản anh em. Rồi, cứ thả vô, cứ thả em Minion băng giá vào để cho nó bịt mà. Mình đang có đồ chơi bên này. Đấy, cứ cất dành lại một em ở phía bên này nữa. Vào đây, bịt nó lại. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một trận thi đấu 3 sao rất đơn giản. Đây là cách đánh của tớ. Anh em đánh như thế nào? Hãy comment ngay ý kiến của sếp ở phần phía dưới cho mình biết với nha. Và chúc tất cả các sếp thành công. Nhớ nhập mạng Akari trước khi múc gói nha. Bye bye.